Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Cân Điện Tử Quốc Thịnh. Thì ngày hôm nay Cân Điện Tử Quốc Thịnh xin giới thiệu các bạn một cái dòng cân với model là Marcus TD-Dub2. Đây là cái loại đầu cân điện tử thì chuyên dùng cho các ứng dụng như cân bàn điện tử này, cân sàn điện tử, cân hệ thống và một số ứng dụng khác trong công nghiệp. Thì để cân điện tử Quốc Thịnh sẽ giới thiệu sơ qua một số tính thông số và một số tính năng cơ bản của cân, cũng như cách sử dụng các cái tính năng cơ bản của dòng cân này. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua về thông số kỹ thuật đi. Cân này thì sử dụng màn hình LED đó. Màn hình LED gồm 6 số đó. LED cao thì là tính nhà in thì là kích thước 1.2 inch, còn cao thì là 30mm, thuộc loại LED 7 loại. Cân này thì sử dụng nguồn AC là 220V và sử dụng pin sạc 6V 4A. Cân thì được làm bằng nhựa ABS này đó. Thiết kế rất chắc chắn đó. Đây là cái mặt sau của cân đó. Đây là cổng kết nối, về có thể kết nối máy tính hoặc là kết nối máy in đó. Đây là nguồn đó. Đây là công tắc đó. Mặt sau cân cân này gồm một số chức năng chính như là cân cơ bản này, cân động vật, cân đếm trừ bi đó, và cân kiểm tra. Đó là những chức năng cân cơ bản của cân. Cân này gồm 6 phím chức năng: nguồn, phím zero, phím trừ bì, phím cộng dồn đó, phím giữ số ký, phím cài đặt. Đây là mình xin giới thiệu sơ qua cái đèn báo, đèn báo cân kiểm tra này, hello ok này, đèn báo sạc này, đèn báo cân ở zero, đèn báo nét này, đèn báo trong cái quá trình trừ bì cân sẽ hiển thị nét. Đây là đèn báo ổn định, đèn báo giữ số ký, đèn báo cũng giữ số ký mức cao nhất, đèn báo cộng dồn. Đó là những chức năng cân và đèn báo. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu sơ qua cái cách sử dụng cân, một số cái phím, một số chức năng cân cơ bản. Đó. Đầu tiên là chức năng về không đi. Ví dụ khi cân không ở không thì mình nhấn phím zero này. Đó. Còn khi cân ở không rồi thì mình không cần nhấn. Đó. Tiếp theo là phím trừ bì. Phím trừ bì là ví dụ mình muốn trừ một bao bì gì đó, mình bỏ bao bì lên. Đó. Bây giờ 1.50 trừ ổn định, mình đọc lại đèn báo ổn định đúng không? Mình nhấn trừ bì. Đó. Thì cân sẽ trừ bì. Mình lấy ra thì bao bì sẽ âm, mình sẽ lấy cái trừ bì ra. Đó. Rồi tiếp theo là cái một chức năng tiếp theo là chức năng cộng dồn. Thì ví dụ như mình muốn cộng dồn cái trọng lượng cân của nhiều vật khác nhau á, thì đầu tiên mình sẽ bỏ trọng lượng lên này, rồi bắt đầu mình nhấn cộng dồn một cái total, đèn báo total đúng không. Rồi tiếp theo mình bỏ đồ lên tiếp, rồi chờ ổn định mình nhấn đó, total. Thì muốn coi cái cộng dồn thì mình sẽ nhấn phím này. Đó. Thì cân sẽ hiển thị cái trọng lượng cộng dồn 21.5. Đó là cộng 2 lần. Mình cộng bao nhiêu lần thì cân sẽ hiển thị như vậy. Rồi mình muốn xóa thì mình nhấn phím nhấn giữ phím này. Cân sẽ hiển thị clear và xóa. Đó là xóa cộng dồn. Đó, chức năng cộng dồn và xóa cộng dồn. Chức năng tiếp theo là chức năng cân động vật đi. Cân động vật là mình có một cái chức năng, ví dụ như cân động vật thì trong quá trình cân động vật á, thì cân sẽ bị dao động á. Cân bị dao động, động vật dao động liên tục á, thì khó chốt số ký. Thì đầu cân này có chức năng là chốt số ký để mình đọc được hiển thị số ký của trọng lượng động vật. Thì để vào chức năng cân động vật mình sẽ nhớ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ nhấn giữ phím F này, rồi user mình nhấn F tiếp này. Rồi tiếp mình nhấn F tiếp để vô vào cái chữ đâu, từ từ
User này, rồi app này, rồi mình sẽ nhấn phím này để tăng giảm hoặc là kiếm nó. Rồi đó. Đây báo là admin thì là cân vào cái chế độ cân động vật. Rồi mình sẽ nhấn F xác nhận, rồi nhấn F để thoát ra ngoài. Đó, về chế độ cân bình thường thì bây giờ mình đã cài đặt, mình mở chức năng, đó là cái thao tác như trên là vừa rồi mình mở chức năng cân động vật. Thì bây giờ mình muốn vô động vật thì mình nhấn dưới phím F. À đâu, mình nhấn ít cái đó thì cân là an on thì là cân vào cái chế độ động vật rồi. Thì bây giờ ví dụ mình cân động vật đây, rồi cân động vật thì mình sẽ nhấn chờ mức khoảng 5 giây. Đó. Ví dụ động vật nó dao động như vậy đó, thì cân sẽ chốt cái số ký trung bình lại cho mình để mình đọc lại cái trọng lượng của động vật đó. Thì đó là cái cách cân động vật. Thì để tắt chức năng thì mình nhấn F một cái, cân sẽ thoát chế độ cân động vật và chế độ lại cân bình thường. Rồi tiếp theo là cái chức năng cân đếm đi. Rồi mình làm tương tự như trước, mình vào mình mở chức năng đếm lên. Rồi F này đúng không? Mình mở chức năng đếm, nó là CNT. Rồi mình nhấn xác nhận. Rồi mình nhấn F thoát để thoát ra ngoài. Rồi vào chức năng đếm thì mình sẽ nhấn, mình bỏ vật lên trước khi, tức là một các bạn lưu ý là trước khi mình đếm vật thì mình phải đếm cái số lượng lấy mẫu trước rồi sau đó mình bỏ lên sau. Ví dụ như mình đếm một bao ốc chẳng hạn thì mình sẽ đếm lấy mẫu trước để cho cân nó hiểu cái trọng lượng từng con một, thì mình sẽ lấy khoảng 50 mẫu trước chẳng hạn, thì sau đó mình bỏ bao lên thì sẽ cân tự đếm 100, 200 hoặc mấy ngàn dựa vào cái trọng lượng mình lấy mẫu trước. Cái trọng lượng mình lấy mẫu càng cao thì cái độ chính xác càng lớn đó. Thì thao tác như sau, đầu tiên mình bạn bỏ đồ vật lên này, rồi bạn nhấn đó, nhấn phím F thì cân sẽ vào cái hiển thị cái trọng lượng mình muốn lấy mẫu trước. Thì mình sẽ nhập đây 1000, cao nhất 1000 thì mình nhập lên càng nhiều càng tốt đó. Ví dụ như mình nhấn 50 rồi mình bỏ lên đó, thì cân sẽ hiển thị này cái trọng lượng này, số lượng 50 này đó. Rồi mình muốn đếm thì mình cũng bỏ lên thêm thôi, cân sẽ tự động đếm cho mình đó. Ví dụ mình bỏ thêm cục này nữa, cân sẽ quá, vượt quá, xin lỗi đó, mình bỏ lên cái này thì cân sẽ đếm cái trọng lượng mình yêu cầu thôi đó. Để thoát chức năng đếm thì mình nhấn phím F thì cân sẽ về chế độ cân bình thường đó. Tiếp theo một chức năng cân tiếp theo là cân kiểm tra đó. Thì cân kiểm tra thì mình cũng làm tương tự như vậy. Mình nhấn phím F, mình vào đây, rồi mình kiếm tới chỗ đây, SP là vào cái chức năng cân kiểm tra. Thì nó sẽ có một số mức như sau, ví dụ như mức mức cân kiểm tra là mức mình để mức mình muốn kiểm soát hàng hóa mức trên và mức cao mức thấp. Ví dụ như bạn cài mức 5 kg thì là mức lâu chẳng hạn, thì cân sẽ dưới 5 kg cân sẽ báo lâu, báo bằng đèn và còi. Còn ví dụ 10 kg là cao thì mình cài 10 kg cân sẽ báo là 2 và báo đèn và báo còi. Thì để làm như sau, ví dụ như các bạn có thể chọn nhiều chức năng, mình báo cả thấp và cao, hoặc mình có thể chọn thấp à cao hoặc thấp đó, mình có thể chọn riêng từng cái, hoặc có là báo nhưng mà không có còi đó. Bốn chức năng thì đây mình ví dụ như mình cài cho các bạn mức thấp và mức cao đi, rồi mình chọn, rồi đây 2 đúng không, mình sẽ nhập cái trọng lượng mình muốn ấy đi, một cái đi, ví dụ mình nhập 20 đúng không, mình nhập lên 23 đi, ok 2 là 23. Rồi mức lâu là mức thấp thì mình cài ví dụ như là 20 đi. Rồi mình nhấn xác nhận ra ngoài đó. Thì mặc định là khi mình đang để dưới, mình cài như vậy thì cân đang ở không thì nó mức thấp thì nó sẽ báo và kêu còi là mức lâu, đèn báo này. Rồi mình bỏ lên đó, 20 là cân từ mức 20 tới 23 là ok, thì cân sẽ báo đèn ok đó. Ví dụ như mình báo trên 23 đúng không,
mình bỏ lên này chưa đủ, mình bỏ lên đây đó, trên 23 thì cân sẽ báo còi và đèn, tức là báo mức 2 đó. Đó là cái chức năng cân kiểm tra rất thuận tiện trong việc đóng gói sản xuất và đóng gói hàng hóa đó. Mình muốn tắt thì mình nhấn vô tìm kiếm thôi. Mình chuyển về this, tắt chức năng đi. Hey, trên đây là cân điện tử cũ thị, giới thiệu sơ qua các bạn cái một cái số thông số kỹ thuật và một số chức năng cân cơ bản về cái dòng cân điện tử Marcus TD-DUP 2 đó. Thì trong quá trình sử dụng, các bạn cần hỗ trợ gì về kỹ thuật hoặc có những cái thắc mắc gì về dòng cân này, các bạn có thể liên hệ với bên cân điện tử Cúc Thịnh qua số hotline 0939 121 568 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình. Xin chào và hẹn gặp lại.